những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Vợ cũ Hoài Lâm lên tiếng sau khi gây tranh cãi vì nhắn nhủ mong con đau lòng của Đông Nhi không rơi vào bất hạnh. Bảo Ngọc khẳng định bản thân không điên tới mức đi mỉa mai mẹ bầu hay đụng chạm em bé. Mới đây Bảo Ngọc, vợ cũ Hoài Lâm đã gây bão cộng đồng mạng khi chia sẻ lại tâm thư ông Cao Thắng viết cho con gái sắp chào đời. Chuyện sẽ không có gì đáng bận tâm nếu vợ cũ Hoài Lâm không nhắn gửi những dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cụ thể trên trang cá nhân, Bảo Ngọc viết: nhiều người xem hôn nhân là giết chết tình yêu, nhưng nhiều người xem hôn nhân thiêng liêng thực sự. Và khi những đứa trẻ chào đời, chịu trách nhiệm sẽ lớn hơn bao giờ hết. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và sẽ không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh. Những dòng trạng thái này của Bảo Ngọc ngay lập tức trở thành chủ đề gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Đa số đều cảm thấy khó chịu và không ngừng chỉ trích vì vợ cũ Hoài Lâm nhắc tới câu sẽ không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh khi gửi lời chúc tới vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng. Bị cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ Đông Nhi ông Cao Thắng chỉ trích, Bảo Ngọc lên tiếng thanh minh. Trên trang cá nhân, Bảo Ngọc viết: về việc em share bài và chúc mừng hai anh chị, thực sự em không hề có ác ý. Nghĩa em muốn nói ở hai chữ bất hạnh là gia đình không hạnh phúc, giống như em cũng là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình không hạnh phúc. Nên đối với em, có thể như vậy là bất hạnh. Và em chỉ thiệt sự mong muốn không có đứa trẻ nào rơi vào bất hạnh, chứ em thực sự không có ý xấu, em mong mọi người đừng hiểu nhầm. Bảo Ngọc ngay sau đó lên tiếng giải thích. Bảo Ngọc khẳng định bản thân là một người mẹ hai con, nên cô sẽ không điên tới mức đi mỉa mai mẹ bầu hay đụng chạm đến em bé, chỉ là nói không được rõ ràng. Em cũng ít khi nào lên tiếng giải thích điều gì, nhưng đây là chuyện quan trọng và em nghĩ nếu không nói thì không được. Em xin lỗi vì làm phiền lòng mọi người. Em xin được phép xóa bài viết để tránh hiểu nhầm. Em xin lỗi anh chị và mọi người lần nữa, vợ cũ Hoài Lâm chia sẻ.